anh em đã đến với channel của mình. Mình là GDL Game đây. Thì rất nhiều anh em vẫn đang cài ở map 6, map Minh Giáo Tổng Đài này. Thì hôm nay mình lướt Facebook, mình có thấy một bạn đang kẹt ở map này, và mình đã giúp bạn ấy qua được map 6 để cho bạn ấy có thể trải nghiệm game tốt hơn. Và những anh em nào đang kẹt ở những map 5-6 thì có thể để lại comment ở phía dưới video, mình sẽ hỗ trợ anh em làm sao có thể qua được map 5-6 này để anh em có thể trải nghiệm được game đầy hiệp Piu Piu này một cách tốt nhất. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để có thể qua được map 6 này trong tựa game đầy hiệp Piu Piu nhé. Thì đầu tiên anh em phải clear quái ở những map này thật là nhanh, vì quái ở đây đánh rất là đau. Anh em nên tập trung vào chọn những cái skill như là cộng nhiều mũi tên hoặc là nảy lại giữa các quái, thì sẽ giúp anh em clear map rất là nhanh và sẽ ít tốn máu hơn. Và một lưu ý nhỏ nữa là anh em nên chọn cái khiên bảo vệ, cái khiên chạy quanh người, thì cái khiên đó sẽ giúp ích anh em rất là nhiều, có thể chặn được rất nhiều sát thương từ quái nếu mà anh em điều khiển được cái khiên đó tốt. Thì theo mình anh em nên chọn một cái khiên để giúp anh em có thể đỡ được nhiều sát thương từ quái. Và theo mình anh em nên sử dụng vũ khí để qua map này là nỏ, vì nó sẽ giúp anh em tối ưu hóa sát thương rất là nhiều, vì nó có sát thương rất là cao. Thì đối với con boss này anh em chỉ cần đứng ở dưới góc cuối màn hình và chúng ta di chuyển qua về, không lên cao nhé anh em, thì đối với con quái này sẽ rất dễ nếu anh em làm nó tốt một xí. À, có một lưu ý nhỏ cho anh em, thì anh em nên sử dụng vũ khí là nỏ để có thể qua được cái map 6 này. Thì ưu điểm của nó là đam của nó rất là cao, dồn đam rất là kinh khủng, và nhược điểm của nó thì tốc độ đánh rất là chậm, nên anh em cần phải biết cách hit and run. Thì làm sao để chúng ta có thể hit and run tốt, thì chúng ta chỉ cần di chuyển và điều khiển phím di chuyển của mình, phím điều hướng của mình. Anh em có thể để ý cách mình di chuyển, thì anh em hạn chế đứng một chỗ đánh, vì khi sử dụng vũ khí nọ anh em đứng một chỗ đánh thì tốc độ đánh của nọ rất là chậm, nên là sẽ không tối ưu hóa được sát thương của nọ. Anh em cứ di chuyển và tập làm sao có thể điều khiển được nhân vật của mình, thì anh em sẽ luyện được cách hit and run này. Thì cái này thì cũng dễ thôi, anh em chủ yếu là điều khiển được cái nhân vật của mình và làm sao có thể điều khiển được cái phím điều hướng này, thì anh em sẽ biết cách hit and run, thì sẽ giúp tối ưu hóa sát thương của nhân vật và của tất cả các loại vũ khí, kể cả các loại vũ khí như là kiếm, phi đao và quạt. Và đối với con boss này cũng rất dễ dàng thôi anh em, chỉ cần anh em để ý kỹ một xí là khi nó tấn công mình thì nó sẽ nhìn về hướng của mình, nên anh em có thể dễ dàng né tránh và sử dụng hit and run để gia tăng lượng sát thương đối với con boss này. Thì mình nghĩ con boss này cũng rất là dễ thôi, và mình thấy skill của con boss này rất giống với một vị tướng trong Liên Quân Mobile, đó là vị tướng Senna. Vị tướng này có skill mình thấy rất là tương tự với con boss này. Thì những anh em nào đam mê tựa game Liên Quân Mobile thì sẽ biết được vị tướng Senna và skill của vị tướng Senna nó sẽ như thế nào.
thì ở những ải này quái đánh rất là đau và một phần thì mình mất tập trung nên là mất máu rất là nhiều. Khi vào những cái ải này anh em nên cứng tay một xí và tập trung thì sẽ giúp anh em qua ải rất là dễ dàng. Thì đối với con boss này, anh em nên đứng ở cuối màn hình và đứng xa boss ra. Thì khi mà con quái này phóng skill thì những cái tia lửa này nó sẽ rồng ra khi mà đứng xa quái. Thì anh em có thể chú ý và có thể di chuyển qua về như là điều dạy Samba của Brazil để có thể làng lách qua được những cái con boss này. Thì đối với con boss thứ tư này cũng rất dễ dàng thôi anh em. Anh em chỉ cần đứng sát vách bờ tường thì sẽ né tránh được những skill lốc xoáy này. Và anh em chỉ cần để ý kỹ một xí là khi mà con boss bắt đầu quay lại nhìn về hướng mình thì anh em nên lùi ra đứng khoảng cách với boss. Thì lúc đó anh em sẽ né được skill bắn về bốn hướng này. Anh em để ý kỹ thì sẽ thấy lúc mà con boss nhìn về hướng mình thì anh em nên di chuyển và sử dụng hit and run di chuyển để tối ưu hóa sát thương của mình lên boss. Và những cái ải này thì điểm tích mana của mình rất là nhiều nên là khi vào anh em nên sử dụng những skill mà mình có để clear map nhanh và đỡ mất máu cho anh em. Thì trong những giây phút này mình đã quá mất tập trung nên là lượng máu của mình mất đi rất là nhiều. Anh em cần chú ý khi đi map thì anh em cần tập trung vào thì sẽ qua được các map này rất là dễ thôi. We'll be right back.
Đối với con boss thứ năm này thì skill nó giống như một con boss ở map 5, con boss Đào Hoa Nguyên, thì nó sẽ bắn mũi tên về hướng của mình. Anh em tốt nhất nên đứng xa con boss ra để có thể né được những cái mũi tên này, vì những mũi tên này nảy lên rất là khó tiêu. Thì trong clip mình đã mất tập trung nên là đã mất đi một màn, và mình đã hồi sinh giúp bạn này có thể tại đi qua được cái map 6 này để có thể trải nghiệm được game tốt hơn. Và những bạn nào chưa qua được map 5-6 này có thể để lại comment ở dưới video, mình sẽ hỗ trợ anh em qua những cái map này để có thể trải nghiệm được game tốt hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký giúp mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Thì video của mình đến đây là kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.